ngày đón chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, có một quan niệm mà ông bà ta thường nói về cuộc đời của những người đàn ông là giàu vì bạn, sang vì vợ. Điều này hoàn toàn đúng đắn, bởi đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ đi bên cạnh họ. Vậy nên những người đàn ông có chí hướng sẽ chú trọng kỹ lưỡng trong việc lựa chọn người bạn đời của mình, bởi người phụ nữ ấy sẽ góp phần tạo nên sự thành bại của một gia đình. Nếu lấy phải người phụ nữ nhiều chuyện, tính thị phi, ham tiền tài, vật chất, thì sớm muộn thì hôn nhân cũng tan vỡ, gia môn bất hạnh, tiền làm ra nhiều đến mấy cũng không bù đắp lại được. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ về những nét tướng được coi là rất xấu của người phụ nữ, đàn ông nên lưu ý để cân nhắc khi lựa chọn, nếu không muốn tự tay hủy hoại hạnh phúc gia đình mình. Đừng bao giờ động đến đàn bà có 8 kiểu tướng mạo này. 1. Xương quai hàm nhô về phía sau tai, ích kỷ tư lợi. Nhìn thấy xương quai hàm từ phía sau, tức là nhìn từ phía trước sẽ thấy xương quai hàm bệnh sang hai bên, hoặc nhìn từ phía mặt bên sẽ thấy xương quai hàm nhọn và nhô về phía sau tai. Phụ nữ có tướng mặt như vậy chắc chắn không phải là người tốt, họ rất nham hiểm, xảo trá, thích gây chuyện thị phi, thích làm các mối quan hệ giao tiếp trở nên căng thẳng. Họ so bì, tính toán thiệt hơn với người khác, thường cảm thấy người khác làm điều không phải với mình, chẳng qua là mình không thèm trả thù mà thôi. 2. Chán dô, vành tai lật ngược. Người xưa cho rằng đàn bà chán dô kèm theo vành tai lật ngược là do người phụ nữ không mấy nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Trong tình yêu, họ thường cố chấp, bảo thủ, yêu nhiều nhưng cũng hận nhiều. Tính tình họ có chút lăng nhăng, đam mê dục vọng và tài sắc hơn là sự chân thành. Vậy nên họ có thể dễ sa ngã đối với người đàn ông có tiền, có quyền và đẹp trai. Lấy người vợ như thế, đàn ông phải hết sức cẩn trọng và cần có sự kiểm soát rõ ràng, tránh để gia đình lục đục. 3. Môi mỏng, mỏ nhọn. Người phụ nữ có bờ môi mỏng thường là người thiếu điềm tĩnh, phản ứng nhanh lẹ với ngoại cảnh, nhưng lại là người có tính tà dâm, mê dùng dục. Nữ giới môi mỏng không những thích nói chuyện thị phi mà còn thiếu thủy chung và chân thành. Người chưa nói mà môi đã vọng động là thiếu trung tình. Ngoài ra, những phụ nữ hay có thói quen lấy đầu lưỡi. Ngoài ra, những người phụ nữ hay có thói quen lấy đầu lưỡi, khoa động nướu răng hoặc cận răng đen xám, không cười mà thường lộ chân răng là người dễ phụ tình. Thêm vào đó, bản tính thích chiếm đoạt sở hữu những thứ không thuộc về mình sẽ khiến người phụ nữ môi mỏng nảy sinh ý muốn có mối quan hệ ngoài luồng. Nếu bạn là đàn ông, không nên chọn những người phụ nữ không chung thủy như vậy. Còn nếu là phụ nữ thì cũng không nên kết bạn với những người nguy hiểm như vậy. 4. Lông mày rậm. Lông mày rậm là kiểu lông mày phổ biến nhất. Người có lông mày rậm được cho là có khiếu hài hước, hoạt ngôn và hòa đồng. Họ thích đọc những chuyện hài hước và thích biến nó thành những mẩu chuyện vui để làm hài lòng những người xung quanh. Họ là người yêu đời, dễ gần gũi với mọi người, dễ chiếm được lòng tin của người khác một cách dễ dàng. Phụ nữ mà lông mày rậm thì là người có sức mạnh phi thường, tinh lực dồi dào, là người nhiệt tình, một khi đã quyết định làm chuyện gì thì nhất định hành động cho tới cùng. Tuy nhiên, người phụ nữ có tướng mặt như vậy chưa chắc đã là người tốt. Họ rất nham hiểm, xảo trá, thích gây chuyện thị phi, thích làm các mối quan hệ giao tiếp trở nên căng thẳng. Họ so bì, tính toán thiệt hơn với người khác, thường cảm thấy người khác làm điều không phải với mình, chẳng qua là mình không thèm trả thù mà thôi. 5. Mắt ướt đa tình. Mẹ chồng thời xưa thường rất sợ con dâu có đôi mắt luôn long lanh, ngấn lệ, bởi họ tin rằng đôi mắt ấy khiến đàn ông một khi đã rơi vào ái tình thì không bao giờ thoát ra được. Theo nhân tướng học, người phụ nữ có đặc điểm của tướng mắt này là phần lòng trắng nhiều hơn lòng đen, hay còn gọi là mắt tam bạch, lâu dần khiến tròng đen bị bao bọc bởi màu tròng trắng. Thường là người thích mới mẻ, ham của lạ, những người phụ nữ tướng này thường lẳng lơ, thích quyến rũ đàn ông, kể cả người đã có vợ. Nhận diện tướng mạo phụ nữ của nhân tướng học cho thấy rằng, nữ nhân có nét tướng này thường là người lãng mạn, có xu hướng rắc rối về tình cảm. Họ dễ cuốn hút đàn ông bởi vẻ mềm yếu, đáng thương và lấn sâu vào các mối quan hệ ngoài luồng. Phụ nữ mắt ướt, đa tình chẳng những đa sầu, đa cảm mà còn ít chính chuyên, khó lòng chung thủy. Những người phụ nữ này bản thân trông rất đáng yêu, được nhiều người đàn ông để ý. Họ cũng là người phụ nữ phóng khoáng, hoạt ngôn, nên việc dụ dỗ vào việc ngoại tình hoặc dụ dỗ chồng của người khác ngoại tình là điều dễ dàng. 6. Đuôi mắt dài. Phụ nữ đuôi mắt dài cộng với mắt hơi tí hí, đích thị là người có tính trăng hoa. Đàn bà như vậy thường thích câu kéo đàn ông, muốn đàn ông phải chinh phục mình càng nhiều càng tốt. Nếu người này cộng với khả năng ăn nói khéo mồm hay nói lời hay ý ngọt nữa thì đàn ông nào cũng sẽ lao vào. Phụ nữ như vậy hay liếc mắt đưa tình nhìn trộm đàn ông và chỉ cần một ánh nhìn đó trái tim bao chàng trai tan chảy khi được nhiều người thích.
Phụ nữ biết lợi thế của mình và không bao giờ muốn dừng lại ở một người, ngay cả khi đã có gia đình. Dưới con mắt của phái mạnh, một người phụ nữ luôn giống như một thỏi nam châm hốt lấy họ. Nhưng điều này không có nghĩa là mọi phụ nữ đều có thể dễ dàng nắm bắt được sự chú ý, cũng như xây dựng thành công một mối quan hệ lâu dài với nửa kia của mình. Ngoại hình hấp dẫn giúp tăng cường khả năng cuốn hút của người phụ nữ, nhưng nó không phải là chìa khóa duy nhất để mở cửa trái tim của một người đàn ông. Chính vì thế giới nội tâm và lối sống của người phụ nữ sẽ quyết định lực hút của mình với người khác phái. Và những cô nàng có đặc điểm dưới đây thì dù xinh đẹp yêu kiều đến mấy, cánh đàn ông vẫn sẽ tránh xa, chẳng dám lại gần. Xin mời quý vị cùng theo dõi. 1. Cô nàng ham vật chất, thích đào mỏ. Sự phân biệt giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội khiến con người phát điên và lấp đầy trái tim bằng sự tham lam, ghen ghét, thù hận và vật chất. Song, có một thực tế là người đàn ông thành công, đặc biệt về tài chính, thường tránh những phụ nữ luôn thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ tới tiền bạc. Yêu đương là chuyện hợp thành bởi nhiều yếu tố, mà trong một số đó không thể không kể tới yếu tố tài chính. Điều này không hề thực dụng khi muốn cưa cẩm một cô gái, bạn chỉ phải chi tiền cho những khoản như hoa, quà vé, xem phim, cà phê, đi chơi. Tuy nhiên, khi bạn tiêu tiền một cách hoàn toàn vô tư như thế, hãy chắc chắn rằng cô nàng bạn đang theo đuổi thích bạn chứ không phải túi tiền của bạn. Những cô nàng đào mỏ sẽ lộ rõ bản chất khi họ muốn bạn chi tiền, khi họ muốn bạn chi tiền cho mọi thứ liên quan tới cuộc sống của cô ấy hoặc vòi vĩnh những món quà đắt tiền. Đừng mù quáng mà thiệt cho bản thân. 2. Những người có quá nhiều tâm kế. Đàn ông khi đối diện với phụ nữ miệng nam mô, bụng bồ, dao găm, dù có kiên cường khoan dung độ lượng đến đâu cũng khó có thể chấp nhận được. Đàn ông không nên yêu phụ nữ tâm như giấy trắng và đương nhiên càng không nên yêu những người tâm địa hiểm ác, khẩu Phật tâm xà. Không ai quy định phụ nữ phải nên thế nào, không nên thế nào, nhưng với những người phụ nữ mang nặng tâm kế, có lẽ chỉ có loài muỗi mới tình nguyện về đội của họ, bởi cả hai nhóm đối tượng này đều có sở thích là đốt và cắn người khác. Đàn ông thích những người phụ nữ thông minh, nhiều người thậm chí thừa nhận sự hóm hỉnh và trí tuệ của phụ nữ giống như một chất gây nghiện. Tuy nhiên, một số phụ nữ tỏ ra rất thiếu khôn ngoan khi sử dụng trí tuệ của mình vào lối nói châm chọc. Họ tỏ ra thích thú khi đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi một giọng điệu và thái độ đầy công kích, khiến những người thân thiện nhất cũng cảm thấy nóng nảy. Cách nói nanh nọc và sự tự tin thái quá là điểm trừ lớn nhất ở họ. 3. Nhìn cuộc sống một cách tiêu cực. Cuộc đời luôn tồn tại hàng triệu phụ nữ bị trầm cảm, tiêu cực và suy nghĩ sai lệch. Thay vì bỏ đi những suy nghĩ u buồn, họ lại chỉ tập trung vào những khía cạnh tiêu cực của cuộc sống, khiến cho cuộc sống người xung quanh mệt mỏi, áp lực. Thế giới của đàn ông không hề dễ dàng hơn so với phụ nữ, và họ không muốn tăng gấp đôi gánh nặng tiêu cực trong cuộc sống của họ. Mặc dù rất khó để thay đổi những suy nghĩ tiêu cực của mỗi người trong thời gian ngắn, nhưng nếu bạn thật sự muốn nên kéo mình gần lại với anh ấy và cố gắng nhìn nhận vấn đề của mình từ một góc độ khác một cách tích cực hơn. 4. Cô nàng, anh không bao giờ được rời em nửa bước. Kiểu phụ nữ này bao gồm những cô gái gọi điện, nhắn tin và post lên Facebook của bạn hàng chục lần mỗi ngày. Họ quan tâm tới mọi đường đi nước bước, cảm thấy khó chịu nếu không cập nhật tình hình của bạn hàng giờ. Từ khi yêu nàng, bạn cảm thấy mình như có người mẹ thứ hai, đi hỏi, về chào, làm gì cũng phải xin phép đàng hoàng đầy đủ. Cô ấy tham gia vào mọi chuyện trong cuộc sống của bạn, cho bạn cảm giác được yêu một cách thừa thãi. Một điểm mạnh của kiểu phụ nữ này là họ rất cuồng nhiệt trên giường. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn mất đi tự do và riêng tư đến mức không thể chấp nhận được, có lẽ nên cân nhắc tránh xa họ. 5. Cô nàng em luôn đúng. Rất tiếc khi phải xếp những cô gái kiểu này vào diện cần tránh xa. Họ đã đi quá giới hạn, cô gái mạnh mẽ để trở thành cô gái cứng đầu, thậm chí cô gái thích áp đặt. Họ luôn cho rằng mình đúng. Bạn đừng hòng cái họ, manh động, cố chứng minh cô ấy sai, kết cục sẽ không hay ho chút nào. Bạn có cuộc sống, có quan điểm của riêng mình, hơn nữa lại là nam giới. Bởi thế nếu bạn không muốn phát điên lên khi thừa biết mình đúng mà không làm gì được, tốt nhất nên đưa cô gái như thế vào danh sách đen. 6. Những người phụ nữ phong lưu. Có người nói anh ta không sợ phụ nữ phong lưu, thậm chí có người nói những người như vậy họ càng thích. Song những người đàn ông như vậy hoặc họ nói dối hoặc họ có khuynh hướng thích chịu đựng sự ô nhục. Với những người phụ nữ phong lưu, trong từ điển yêu đương của họ không có hai từ duy nhất. Nếu xinh đẹp, cô ta sẽ dùng vũ khí đó để mê hoặc đàn ông. Những người phụ nữ thuộc tiếp người này rất giỏi trong việc lấy được những thứ mình cần từ những người đàn ông khác nhau, đồng thời rất khôn ngoan trong việc làm cho họ thấy họ là người yêu cô ta nhất. Cánh mày râu thử hỏi, có ai sẵn sàng làm bạn với kiểu phụ nữ này cả đời? 7. Những người không hiểu nguyên tắc, không biết điều.
Từng có người nói có thể chấp nhận những cô gái không xinh, không ăn vặt nhưng tuyệt đối không chịu đựng được những người phụ nữ không nói chuyện nguyên tắc. Những người không hiểu nguyên tắc có thể sẽ yêu cầu người đàn ông của mình dẫn đi mua trang sức dù anh ta đang trên đường đi họp và lý do cô ta đưa ra là muốn thử xem anh có thật lòng với em không. Những người không hiểu nguyên tắc trước mặt bạn bè, gia đình, người đàn ông của mình là mặt nặng mày nhẹ khiến anh ta khó xử và mọi người cũng cảm thấy mất tự nhiên. Thế nên những phụ nữ không hiểu nguyên tắc chính là những người không đáng yêu, không thể yêu và không hiểu thế nào là được yêu. 8. Không biết nhẫn nhường, cá tính quá mạnh. Những người không biết nhẫn nhường sẽ không chịu thua trong mọi trường hợp, mọi tình huống trong cuộc sống dù đúng hay sai và tính cách này chỉ gây khó chịu cho những người ở gần họ, cho đến khi chẳng có ai thể chịu đựng được vì quá ngột ngạt. Trong khi đó, trong mắt những người phụ nữ cá tính quá mạnh, đàn ông cơ bản chẳng là thứ gì tốt đẹp, vì thế nên chẳng thể làm vừa lòng mắt họ. Với những người phụ nữ như vậy, đừng quá kỳ vọng họ sẽ phục tùng nghe theo sự bàn bạc hay kế hoạch của chồng. Vị thân mến, một người phụ nữ có thể không cần phải xinh đẹp lộng lẫy như thiên nga, nhưng bắt buộc phải nuôi dưỡng cho mình một tâm hồn trong sáng và lương thiện, cùng với đó là sự nỗ lực và cố gắng trong công việc để ngày càng trở nên bản lĩnh hơn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi và nhấp vào biểu tượng chuông để nhận thông báo đón xem chương trình mỗi ngày nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!